giới thiệu với mọi người, đây là một trong những giống ngô mà dùng làm ủ ướp cho chăn nuôi tại Mộc Châu. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một vườn ngô mà mọi người đang phay cây ngô ủ ướp đây để cho thức ăn gia súc, đó là con bò sữa ở Mộc Châu. Mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái giống ngô này. Đây là giống ngô NK66BT-JT của Syngenta. Đây là một giống ngô lai đơn F1 biến đổi gen. Ở Mộc Châu thì thường mọi người sử dụng khá phổ biến giống của Syngenta này, hoặc là giống của CP, là những giống ngô lai đơn và có biến đổi gen để trồng làm cây ngô ướp. Đối với cây ngô ướp ấy, thì yêu cầu của nó là sinh khối lớn. Đó, sinh khối lớn, tạo ra sinh khối lớn và thu hoạch lúc cây vừa bắp vừa mới cứng, chuyển từ trạng thái bắp còn sữa sang bắp cứng. Thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về giống ngô này. Giống ngô này thì trồng với mật độ, ở đây mọi người thấy trồng với mật độ khá cao, 20cm một cây, khoảng cách giữa các luống là 1 này, 2, 3, 60 phân một luống, và trồng với khoảng cách 20. Ở ruộng này thì mình thấy rằng là cây ngô khá là bé, tuy nhiên thì có lẽ là người ta ít bón phân nên là cây ngô bé như vậy. Đối với giống NK66 ấy, này thì nếu mà trồng với năng suất maximum mình được biết ấy, thì khoảng 40 tấn cây trên 1 hectare. Đó. Đối với giống này thì nó có chứa cái đã được xử lý Cruiser là kháng sâu đục thân. Thì cái giống này nó có một cái ưu điểm đây này. Như nhà sản xuất công bố ấy, thì biến đổi gen từ giống nền NK66 chứa sự kiện BT11 giúp kiểm soát hiệu quả giống sâu đục thân trong mọi dinh tưởng. Đấy, chống chịu được thuốc trừ cỏ glyphosat. Đó. Thì trồng ngô ấy thì giai đoạn đầu sâu đục thân rất nhiều. Đấy. Và cỏ ở giai đoạn đầu khi cây mà chưa lớn ấy thì cỏ sinh trưởng khá mạnh. Nên là có thể sử dụng cái thuốc trừ cỏ chứa glyphosat để có thể là tiêu diệt cái loại cỏ mầm cỏ này. Đây, bắp to, năng suất cao, đặc biệt với phù hợp với vùng lấy bắp tươi. Đây. Phù hợp với vùng bán bắp tươi. Đó. Thì cái cây này, cây ngô giống NK66BT này thì nó được sử dụng nhiều ở Mộc Châu để lấy cây ngô ủ ướp. Về chế độ chăm sóc ấy thì đây, chúng như các bạn có thể thấy nó cũng giống như các cái chế độ chăm sóc này thì mình cũng thấy giống tương đồng như là các cái loại ngô thông thường khác thôi. Thì cây giống này thì có thời gian sinh trưởng trung bình từ 105 đến 115 ngày. Đấy. Ở Vũ Đông ở miền Bắc lên trồng trước ngày 25 tháng 9.